Kính bạch Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng là môn Phật cũ và học thêm Phật mới. Nói về Phật cũ thì chúng ta ở bài học căn bản đó là Đức Phật dạy ở đây vị thị kheo trong Phật giáo tức là giả. Đi đến khu rừng, đi đến ngồi cây hay đi đến ngôi nhà trọc tìm được một trú xứ thanh tịnh như chúng ta bây giờ đang ở trên điện này cũng tạm xem như trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh vậy ấy tức là hành giả ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng vị ấy đặt chánh niệm nơi cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Đặt niệm ngay chỗ đó để ghi nhận gió xúc chạm vào lằn da đó. Rồi vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, là hơi thở vô, hơi thở ra, như thế nào đều được ghi nhận biết rõ. Chữ ghi nhận biết rõ ở đây là chánh niệm và tỉnh giác sati sampajanya, là hệ thở như thế nào thì ghi nhận và biết rõ như thế. Lúc đầu giai đoạn chuẩn bị tu tập thì phải học thuộc lòng cái đề tài căn bản, nhưng khi thực hành từ giai đoạn cận hành trở lên thì không cần phải lặp đi lặp lại những từ đó trong lúc tọa thiền và cũng không cần phải niệm thì thầm như vậy nếu tâm không vọng và ổn định được rồi thì cái gọi là chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra được nói đến. Thì hơi thở vô dài ra dài, vô ngắn ra ngắn, đầu giữa cuối của mỗi hơi thở vô ra đều được biết rõ, đó là cái chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra. Rồi bắt đầu chọn một trong những trong cái 16 cái đề tài nào thích hợp. Như tôi đã nói trong cả này, tôi quyết tâm an trụ quán vô thường, thì khi đó tác ý nghĩ đến là quán vô thường. Thì nếu quán vô thường ở đây là một ý nghĩa rất sâu và rộng, nhưng buổi đầu học tập thì cũng phải đọc thì thầm cho thuộc. Khi nào thuộc rồi thì hiểu cái nghĩa, và đến lúc thực tập thì được quán thấy thực sự cái tướng trạng nó là như vậy. Thiền học giống như Phật học, thiền học cũng giống như là khoa học. Vì phải nghiên cứu chính nơi bản thân thì sẽ thấy rõ cái thực tướng cái trạng thái ấy. Như khởi đầu gọi là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, đó là một cái đề tài có một khái niệm cơ bản. Và tiếp theo đó là quán động tiếp niệm tiếp là như là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Tiếp theo quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức thì cũng ghi nhận cũng động thì thầm như là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, vân vân. Đó là cách học ở giai đoạn chuẩn bị tu tập phải nhuần nhuyễn. Và ở đây bước qua đây chánh thức đề tài thiền quán, nên đọc thì thầm như vậy là giai đoạn chuẩn bị tu tập của thiền quán. Rồi chiều nay tôi sẽ dạy nghệ thích cho quý vị nghe những cái từ ngữ mà hôm nay tôi đã dẫn qua hết năm quẩn. Mỗi quẩn có năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt là 20 tướng cho một quẩn như sắc quẩn. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế là năm quẩn có tới 100 cái tướng trạng.
trong cái sự điều kiện này mà cần tập học cho hiểu cái nghĩa cho rõ thì đưa đến cái sự kết quả thành công của sự tu tập thiền quán. Cái câu nói là vô minh sanh thì sắc sanh, chúng ta nên hiểu như vậy là cái trong 28 sắc pháp có hai cái sắc tự, thân hữu tri và ngữ hữu tri. Thân hữu tri như là đi đứng nằm ngồi lắc tay gật đầu vân vân, tất cả những trạng thái đó dầu đại quy nghi hiểu quy nghi mà nó biểu hiện ra bằng thân thì đó là sắc thân biểu tri. Rồi ngữ biểu tri là như nói cười khóc nhưng hành động tương tự như vậy để người khác nhận biết được. Ngữ biểu tri cũng là sắc pháp, là hai thân biểu tri. Ngữ biểu tri là hai trong 28 sắc pháp. Thì khi mà vô gọi là vô minh sanh thì sắc sanh. Vô minh đây Bali gọi là mít cha, minh đồng nghĩa với si, tức là tâm sở si. Mô chê thì các tâm sở si, thì chính tâm sở si này được gọi là vô minh. Si là chữ mê mờ, vô minh không có sáng suốt, không có sáng suốt tức là mê mờ hay là tối tăm. Vì vậy nên hiểu rõ ý nghĩa này bằng cách là vì tâm sở si nó có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si. Nên khi sân khởi trong tâm nào rồi tâm tham tâm sân tâm si đi nữa thì nó được biểu hiện ra những cái hành động bằng thân biểu tri hay là ngữ biểu tri. Hiểu như vậy thì thấy như là cái người đó làm việc gì, sắc mặt hay là tay chân co duỗi hay là lời nói năng thì biểu hiện như vậy bằng bằng cái sự cái tướng trong đó gọi là vô minh sanh khởi. Cái sắc này nó sanh khởi gọi là vô minh sanh thì sắc sanh. Sắc ở đây thì hiểu theo ý nghĩa như là thân của kỳ hiểu biểu kỳ. Và ở đây nên để rằng khi một vị thiền sư, giảng sư hay pháp sư mà giảng một khía cạnh nào đó thì nên họ trì chỉ một khía cạnh đó. Và nếu trong một thời gian khác được nghe giảng giải nó không giống như vậy, không phải là sai mà giải theo duyên. Bởi vì trong 24 bát chánh vô duyên thì nếu mình giải theo lý nhân duyên thì nó cách khác, mà giải theo cảnh duyên thì nó có bối cảnh khác, không phải là sai trái. Nhưng vì nó có nhiều cái khía cạnh, khi bàn vào một khía cạnh nào thì được triển khai phần khía cạnh đó thôi. Cũng như chúng ta nhìn vào bức tranh, khi nó đến màu đỏ thì chúng ta chỉ bàn vào màu đỏ, khi nó đến màu xanh thì chúng ta chỉ bàn vào cái màu xanh. Đỏ trắng hay là khi nó sẽ bông qua trong bức tranh thì chúng ta chỉ bàn bông qua trong bức tranh, hay là khi nó đến chữ thì chúng ta chỉ đọc những hàng chữ và bàn đến những cái chữ trong bức tranh đó. Như thế nào thì 24 duyên như là duyên nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, động sanh duyên, vô danh duyên, vân vân, thì khi mà triển khai nói vào một vấn đề nào thì phải hiểu ở đó vì thiền sư giảng sư muốn giải thích hay đang giải thích vào ý nghĩa đó. Như nói vấn đề là do như là vô minh sanh thì sắc sanh, ở đây được nói theo ý nghĩa như là đồng sanh duyên, tức là gì? Cái thân biểu tri và ngữ biểu tri sắc do tâm tạo. Sắc pháp thì sanh chậm hơn tâm pháp, trừ thân biểu tri và ngữ biểu tri thì nó đồng sanh đồng diệt với tâm, nhưng mà cái thời gian trụ thì nó có sai khác với tâm. Thành ra như quý vị thấy người đó đang vui cười họ khóc hay cái biểu hiện ra cái sắc tâm rồi tướng tự tâm sanh tướng tùng tâm diệt, câu này rất chính xác nếu hiểu theo cái lý
danh từ danh sắc trong Phật giáo. Thì khi mà thấy cái sắc tử tri như vậy, nên biết rằng đang bàn về vấn đề là trong đó có thể là nhân duyên cũng được, là trưởng duyên cũng được, trong cái giống đồng sanh. Thì danh sắc là đồng sanh, giữa danh sắc đồng sinh duyên, nhưng mà nó bất tương ứng duyên, đi ra đồng sanh, chứ nó không có hòa. Sắc là sắc, danh là danh, cũng như nước với dầu, nó không phải như nước với sữa mà hòa trộn với nhau. Còn khi nào nói tâm sở đối với tâm, thì giống như nước với sữa nó hòa hợp với nhau, thì gọi là tương ứng duyên, tức là trở bằng cách tương ứng duyên. Như vậy cái điều này thì nói ra cho quý vị, nhất là không học phi tâm rất là khó nhận, nhưng không thể cách nào khác. Vì giải thích thì phải đúng theo cái căn bản, cái chân lý mà trình bày. Nếu muốn thì ta phải cố gắng dùng cái trí quan sát hoặc là học thêm một phi tâm chẳng hạn. Trở lại cái câu là vô minh sanh thì sắc sanh, đây là nói khi nào trạng thái si mê trong tâm bất thiện biểu hiện bằng cái sắc tướng của thân của khẩu, như vậy thì gọi là vô minh sanh thì sắc sanh. Mà vô minh diệt thì sắc diệt, tức là nếu cái trạng thái si mê nó chấm dứt thì cái sắc kia nó cũng dứt theo, cái tờ ngữ hữu kỳ thân hữu kỳ nó cũng chấm dứt theo. Từng lời nói là ngữ hữu kỳ, và từng hành động của thân là thân hữu kỳ, nó cũng diệt theo. Đây là ý nghĩa gọi là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt. Cũng vậy đối vấn đề tham ái, thì là tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt. Cũng giống như vô minh là tâm sở si, còn ở đây tham ái tức là tâm sở tham là một trong những 52 tâm sở. Thì nói về si nó có mặt trong 12 tâm bất thiện, nhưng mà tâm tham thì chỉ có mặt trong 8 tâm tham mà thôi. Nó tổ hợp lại như vậy. Thì khi nào có tham ái sinh khởi, sắc sinh khởi, cũng tương tự giống như câu trên, là khi nào dứt tâm tham, người đó nói hay hành động biểu hiện bằng ra bằng ngoài ra ngoài, thì gọi là thân ngữ bước đi, thân thân đi, gọi là tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt. Nếu khi cái tham ái đó diệt thì sắc sắc ngữ biểu kỳ, thần biểu kỳ nó cũng diệt theo. Tướng tụ là tự tâm sanh, tướng tụ tâm diệt. Đúng nghĩa như vậy. Và kể tiếp đến là tư diệt sanh thì hành sanh, tư diệt diệt thì hành diệt. Cũng nghĩa tương tự như trên, nhưng mà nói gì khác lại tâm sở. Tư nghiệp tức là chetana là tư, kamma là nghiệp. Như cô Phật Tôn là Đức Phật Ngài dạy là chetana hăng thiết về cam măng và đà mi. Và đà mi rồi thì ta nói thiết ca quê thì theo chetana tâm sở tư kamma nghiệp. Này các thì theo ta nói nghiệp như đây chính là tâm sở tư. Tâm sở tư là cái trạng thái tâm chủ sự, chủ ý trong mọi việc làm, như là công việc nào đó do người nhờ chủ bút chẳng hạn, thì người đó quyết định là trong những cái viết mà trong cái tờ báo nào đó, chính người đó là người lãnh đạo có trách nhiệm. Thì chủ sự hay là bất cứ cái gì làm chủ ý, chủ tâm trong đó, thì chính mọi việc làm có sự chủ tâm hay là cố ý cố tâm, đó là có tâm sở tư. Mà tâm sở tư thì lại có mặt trong tất cả tâm, bởi vì nó thuộc tâm sở biến hành, không tâm nào mà không có tâm sở tư. Bởi vì cái trạng thái xử sự với đối tượng là một khía cạnh, một góc độ khác của tâm. Tâm không thể một mình trên lên, mà phải có những tâm sở đồng sanh. Chê thanh na hay tâm sở tự sở hữu tâm là phần phụ thuộc của tâm. Thì cái nó có bốn việc đồng sanh,
một lượt với tâm, đồng việc một lúc với tâm, đồng nương căn như nhãn căn như căn văn văn với tâm, và đồng biết một cảnh như cảnh sắc cảnh tình văn văn với tâm. Như vậy giữa tâm sở và tâm đối với tâm, nó hòa hợp tương ưng trong đó, nó có bốn cái tứ đồng này, đồng sinh, đồng diệt, đồng nương, một căn, đồng trụ, một cảnh. Thì tâm sở tư là một cũng như bao tâm sở khác, nhưng mà ở đây đặc biệt là nó là thuộc tâm sở biến hành, tâm đồng học cũng phải là tâm sở tư, nên nó quyết định trong mọi việc làm. Vì vậy nên khi mà tâm tham, tâm si, tâm sân chẳng hạn, đều có tâm sở tư, là như muốn là do cái việc gì đó, thì chính là tư ư nghiệp có tham mà. Trong khi đó thì những sắc được thể hiện bằng thân, bằng ngữ hay khẩu nghiệp ra bên ngoài, thì ý nghĩa này nên gọi là tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt. Ví dụ như muốn đưa tay lên thì do cái tay muốn đưa lên, mà khi muốn để tay xuống thì để tay xuống, thì cái muốn, cái chủ ý đưa tay lên, điều hành đưa lên đưa xuống là tâm sở tư. Cái sắc là thấy đưa lên để xuống, đó là thể hiện hành động của cái tâm, cái điều khiển cái sắc sắc đó là tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt. Rồi đến cái chi thứ tư gọi là nhật thực sanh thì sắc sanh, nhật thực diệt thì sắc diệt. Ở đây nói về cái sắc pháp thì không thể nói thiếu vật thực được, bởi vì không có một sắc pháp nào mà không có vật thực, ngay cả những bàn ghế hay là đồng thao tiếp vân vân, đất nước lửa gió trong tứ đại bất khả phân đọc ấy rồi, nhưng không có một sắc pháp nào như những cái bàn trong cái đất nước lửa gió ở đó, nhưng mà vì nó thấy được nên cái bàn có hành sắc, có thể ngửi được nên nó có cảm khí, rồi có thể nếm được bằng lưỡi nên nó có cảm vị, và đương nhiên nó có xúc chạm được rồi, nhưng mà xúc chạm cái xúc là đất lửa gió đã nói rồi không nói đến. Nhưng mà trong cái bàn tử nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó, ngày nay sử dụng những cái hạt nhân nguyên tử, tức là làm cho những cái hạt tử đó nó vì biến hoại đi. Cái điều này thì chúng ta không chưa mù lắm, nhưng mà biết rằng khi nó thiếu cái chất dinh dưỡng như vậy thì nó sẽ tan vỡ vân vân. Đây là tạm thời thí dụ một cách cơ bản thôi, đó là chưa nói đến phần họ hiển lộ thêm nữa, vì cái đoạn thực là cơm bánh ăn bên ngoài là vật thực ngoài, đem vào nuôi dưỡng thân thể bên trong. Khi vật thực vào bên trong rồi nó chia nhiều thành phần, một là cho những cái loại dòi những cái ký sinh trùng trong nó ăn một phần, một phần thì nó để lọc ra thành nước tiểu, còn một phần thì để tăng cường vô trong thân thể là tế bào nuôi dưỡng và chặt tăng. Như vậy vật thực mà ăn vô nó phải chia ra thành phần nhiều thành phần, cuối cùng cái còn lại những phần bã nó phải tiết ra cái thân thì đi ra ngoài. Thì chính trong những cái phần được chia ra, mỗi một miếng cơm, một miếng bánh ăn vào bên trong thì nó cũng phải chia ra từng phần, từng nhóm, có được một số một tinh chất hay là chất dưỡng, dinh dưỡng thì nó mới trở thành cái chất là dưỡng tố nuôi tế bào thân thể. Thì cái vào đó các những tế bào được vật thực ngoài nó tăng vào trong đó, đó là cũng là do vật thực sanh, sắc nó sanh. Rồi chính trong những cái tế bào trong máu đó là nó là vật thực nội, có thể 7 ngày không ăn để một vị nhập thiệt diệt, hay người ta có thể nhiều hơn nữa, dù không ăn bên ngoài vật thực ngoại đem vào, nhưng mà nó có thể sống được nhờ vật thực nội, tức là máu, tế bào, những chất dinh dưỡng bên trong. Vì khi sắc sanh lên, có những sắc pháp do nghiệp tạo, có những pháp do tâm tạo, có những sắc do thời tiết tạo, có những sắc do vật thực tạo. Nhưng mà khi nó sanh rồi thì chính cái sắc vật thực này nó được tiếp nối theo
những cái phần kia. Dù sắc do dục tạo cũng có dục thực nuôi dưỡng, và sắc do tâm tạo cũng phải có dục thực nuôi dưỡng, và sắc do thời tiết tạo cũng có dục thực nuôi dưỡng, và chính sắc dục thực ngoài đem vào bên trong rồi nó có hỗ trợ, nó được lọc nhiều lần, nó được tăng trưởng lên mà để nó nuôi dưỡng những tế bào và dục thực nội, giúp cho dục thực ngoài làm chuyển dục thực nội, và chính dục thực nội đó nó là duy trì cho các mạng sống, cho cái dưỡng tố còn tồn tại trong thân người như vậy. Đó là chính chỗ này mà gọi là do vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Đó là nếu những chất dinh dưỡng này nó bị diệt đi thì nó sẽ biến hoại. Khi mà một người chết, khi tâm tử cuối cùng diệt thì cái sắc nghiệp nó diệt trước. Rồi kế đó là sắc tâm, sau đó là sắc diệt thực, cuối cùng chỉ còn sắc do thời tiết như là sắc thanh từ nóng mà nó trở thành lạnh, thì rồi từng từ nó tan rã theo thời gian. Đó là cuối cùng là cái sắc mà do cái thời tiết duy trì thêm những cái sắc thân thêm một cái thời gian nhiều giờ, nhiều tiếng đồng hồ hay là thêm đôi ba ngày chẳng hạn, rồi nó cũng từ từ biến hoại. Nếu khi nào mà sắc dục thực còn, cái dưỡng tố còn, thì cái sắc thân nó còn được nuôi dưỡng. Ngày nay người ta khoa học chế biến nhiều loại thuốc, loại thuốc có thể người ta làm cho cái sắc thân đó, dù người đó có chết, nhưng mà cái sắc này nó còn được duy trì, nó nuôi dưỡng. Do cái sắc do nghiệp tạo đã diệt, hay do tâm tạo, sắc do tâm tạo không còn, nhưng mà nhờ có sắc của do nghiệp thực tạo bên ngoài đem vào thành lại thuốc đó, mà thân thể trở nên hồng hào tồn tại thêm với một cái thời gian, không cái này tôi không biết được bao lâu, nhưng mà có thể người ta tiếp tục như trường hợp ốp sắc chẳng hạn, thì có thể duy trì được do nhờ sắc dục thực tiếp theo cái thời tiết mà nó không mau hư hoại, không bị hư hoại nhiều. Mặc dù sắc do nghiệp tạo đã chấm dứt, sắc do tâm tạo không còn, nhưng vẫn còn sắc dục thực ngoại đem vào nuôi sắc dục thực nội như đã nói trên. Thì ý nghĩa này được hiểu qua khi quán do vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Và cái chi cuối cùng thì do gì? Tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến dịch là sắc diệt. Điều này nên hiểu khi mà phải thấy cái tướng sắc sanh thì như đã nói khi nãy, quý vị có thể nhìn sắc mặt người đó vui vui rồi họ giận, hay là lúc giận rồi sau đó họ vui, thì nổi cái sắc mặt vui buồn lẫn lộn xen kẽ. Hay là nhìn cái sắc mặt người ta có thể đoán được nội tâm, vân vân. Thì khi mà thấy quán người bên ngoài hay một quán ở bên trong của mình cũng vậy, khi thấy những cái sắc biểu chi, thân biểu chi, ngữ biểu chi nó sanh lên như vậy, thấy cái sắc vui, sắc buồn thể hiện bên ngoài thì cũng là gọi sắc sanh. Khi trạng thái nó biến hoại, nó biến dịch, khi là biến dịch đó, nó thay đổi thì biết là cái sắc đó đã diệt, tức là sắc khi nãy nó không còn nữa. Khi nãy nó vui thì nó mới cái mặt nó khác, bây giờ nó buồn cái sắc mặt nó khác. Thì quán từng chi tiết như vậy để thấy rằng nó là vô thường, vì chính nó vô thường, vì nó có sanh có diệt, mỗi trạng thái tâm thì nó có một cái sắc tâm do tạo nó riêng. Thân biểu chi, ngữ biểu chi này nó cũng biến hiện theo từng thời điểm của mỗi loại tâm mà nó tham hay sân mà nó thể hiện bên ngoài. Cũng giống như là ta thấy mặt nước nó bằng phẳng, nhưng mà người ta thấy cái sóng mà nó dợn ở trên là biết ở dưới con cá gì. Ví dụ như con cá trê loại đuôi nó quẹo, bây giờ sóng nó cũng là lăng quăng như vậy. Còn cá lóc thì đi ngay, sống đi giống như chiếc tàu đi thẳng, vân vân. Nhiều người kinh nghiệm mà ở dưới thôn quê còn nhỏ tôi thấy nhìn mặt hồ, mặt nước cái đìa mà họ biết là có cá lóc
có cá trê, có cá gì đó, họ nhìn là biết, nhìn là lượng sống. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm. Chúng ta tu tập về thiền quán thì những cái chi tiết nhỏ nhiệm này cũng không bỏ qua. Nhờ quan sát thấy có sự thay đổi, có sự sanh diệt từng trạng thái, như vậy mới nhận ra cái trạng thái vô thường, bởi vì nó có sanh và diệt. Như vậy chúng ta được hiểu qua ý nghĩa năm tướng sanh, năm tướng diệt và 10 tướng sanh diệt, tuy cộng lại là 20 tướng, nhưng mà chỉ giải năm cái phần căn bản nghĩa là vô minh, tham ái, nghiệp, vật thực và cái cảm thấy từ cái tướng sanh sanh lên của cái sắc pháp, thì chúng ta biết để nó phát triển lên là sanh, mà nó biến quậy đi gọi là diệt. Mà những cái pháp được kể lên để thẩm thấu, để quan sát từng hiện tượng nối nhau sanh diệt, để chi? Để nhận thức được cái trạng thái vô thường của sắc quẩn nó riêng, ngũ quẩn nó chung. Như đang nói về sắc quẩn thì nhận thấy cái sắc quẩn này nó là vô thường như vậy. Nên sắc quẩn giống như bọt nước, trong đống bọt nước đó, thì nó có nhiều cái hộp nhỏ, cái bọt nước nhỏ thành một đống. Thì cũng như cái trong thân này nó có nhiều tế bào, nhiều sắc phẩm, nhiều cái sự là kết hợp lại từ mô phân chẳng hạn, thì nó giống như là cái đống bọt nước, nó xanh dược liên tục. Nhìn một cái khe nước mà nó chảy xuống trong cái đống bọt nước đó, chúng ta thấy có những hộp nước mới ta nổi lên và cũng có những hộp cái bọt nước nó bể ra. Như thế nào thì trong vấn đề sắc pháp này nó cũng sanh diệt tương tự như vậy. Đó là nói những khái quát, chưa nói sâu vấn đề chuyên môn hơn nữa là sắc pháp mà có như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mỗi bọn sanh lên bao nhiêu diệt lên. Cái đây còn vi thâm dạy thích rất chi li, ở đây thì chỉ nói cái phần khái quát như vậy. Thì hành giả dù có kham nhẫn quan sát từng hiện tượng, thấy rõ từng vấn đề mà nhận để thấy được lý vô thường. Những vị độc giác ngày xưa nhìn một giấc lá vàng rơi mà các ngài lấy đó làm đề tài để quán thấy chữ vô thường mà chứng Ngộ Đạo Quả. Còn chư vị tinh văn nhờ Đức Phật giảng dạy, như chúng ta ngày nay thừa hưởng gia tài pháp bảo, nương tựa vào những câu Phật ngôn để tìm, để hiểu, để quán cho thấy cái lý vô thường gì có sanh diệt. Khi nào mà hành giả quán thấy rõ sắc quẩn từng trạng thái như đã nói trên, thì mà cái thật sự thấy thì gọi là đắc cái tùy lượng thân nhẫn. Khi đắc cái tùy lượng thân nhẫn rồi thì có thể quán tìm cái gì nó ngược lại với trạng thái vô thường. Vì cái sắc pháp này là một trong năm quẩn, thì nó là thuộc về, nó có sự biến hoại đổi thay như vậy, nên nó được phụ thuộc. Thì ngược lại niết bàn gọi là thường, vì niết bàn không có trạng thái sanh và kể trên. Thì nhận định so sánh như vậy thì đã đưa đến là sammatthaniyama, chánh tánh cố định, tức là tìm thấy được niết bàn là đắc đạo. Thì ngay trong lúc đó cái trí tuệ của hành giả có thể phát triển lên, như trong Patisamvada giải thích là lúc bấy giờ gọi là mắt sân khởi, vì thấy được hành tướng vô thường. Rồi trí được sân khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng vô thường. Tệ sân khởi do ý nghĩa thấy biết toàn diện hành tướng vô thường. Minh sân khởi trong ý nghĩa là nhận được thấu suốt về nhân quả của hành tướng vô thường này, nó tương tự sinh. Rồi còn lục quan sân khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phát sanh lên, thấy rõ từng vấn đề. Thì bây giờ hành giả mới thấy đúng như câu phàm hữu sắc tướng giai thị hư vọng.
ngũ uẩn nói chung, sắc uẩn nói riêng là pháp chơn đế hữu vi. Niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Mà hữu vi thì nó lại hữu tướng, có tướng. Vô vi nên vô tướng là không tướng. Mà hãy có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Mà hả có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh thú, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì sẽ có già chết, không có sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ khu não. Vì vậy nên Đức Phật gọi ngũ thủ quật là khổ. Còn vì không có sanh sản thì không có sầu bi khổ khu não, chấm dứt hoàn bộ khổ đau. Và phải chứng ngộ niết bàn, như gọi là niết bàn năng ra mang xúc căn. Niết bàn là tối thượng lạc, vì không có sự khổ xen lẫn như là ngũ uẩn. Đây là ý nghĩa giải thích về những từ ngữ chuyên môn mà thực sự tôi sẽ trình bày cho quý vị chiều nay. Xin đến đây tạm dừng. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha. Kinh Bạch Như Tạng như thường lệ, trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ vào thêm phần mới. Như hôm qua chúng ta cũng đã học đến cái phần là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Cách học tập theo cái đề mục quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra là một đề tài chung. Như chúng ta đã biết, quán vô thường phải quán về ngũ uẩn, chính ngũ uẩn mới có vô thường. Và vô thường gọi là vô thường anicca, tức là có sanh diệt. Vì có sanh diệt nên gọi là vô thường. Và đối với năm uẩn, mỗi uẩn đều có năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt. Như vậy như là một uẩn như sắc uẩn thì cũng có 20 cái câu mà để chúng ta học tập đầu quan. Rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn cũng vậy, mỗi uẩn cũng có năm tướng sanh theo lý dương sanh, năm tướng diệt theo lý dương diệt, và mười tướng sanh và diệt của mỗi quận. Chỉ có mỗi quận có khác nhau một cái chi tư, là như là ngũ quận nói chung mà sắc quận nói riêng. Đối với sắc quận thì cái danh từ vật thực sanh, sắc sanh, vật thực diệt, sắc diệt. Còn ba quận thọ tưởng và hành là ba quẩn tâm sở. Thì chỉ khác chút là sở hữu xúc, xúc được thế vào, và xúc xúc sở sinh thọ. Sở là chỗ, cái chỗ xúc, chỗ chạm của căn cảnh thức. Thì như vậy phải là xúc sanh, xúc sở sanh thì thọ sanh, sanh xúc sở diệt thì thọ diệt, xúc sở sanh thì tưởng sanh, xúc sở diệt thì tưởng diệt, xúc sở sanh thì hành sanh, xúc sở diệt thì hành diệt. Khác nhau thì cái quẩn thôi. Có ba chi thọ tưởng hành là ba cái quẩn này thuộc 52 tâm sở nên giống nhau. Xúc sở sanh thọ, xúc sở sanh tưởng, xúc sở sanh hành, giống nhau như vậy. Còn về phần thức quẩn thì khác chỗ là không phải thực như sắc quẩn, cũng không phải là xúc như ba quẩn
kể trên, mà là danh sắc thế nào, danh sắc sanh thì thực sanh, danh sắc diệt thì danh sắc diệt. Đó là khác nhau về cái phần thứ tư của năm quấn. Rồi cái phần thứ năm cũng có khác nhau về mỗi quấn. Như sắc quấn thì do gì, tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến dịch là sắc diệt. Rồi họ quấn thì cũng tương tự, nhưng mà đổi cái quấn ở đây thì là như là tướng họ sanh là họ sanh, họ biến dịch là họ diệt, khác nhau thì cứ quẩn đó. Rồi tưởng cũng vậy, khác nhau những cái tưởng cách và quán cái chi thì cũng giống như mình, mỗi cái chi thứ năm khác nhau, sắc sắc họ tưởng cái hành cũng như tương tự vậy, là như là tưởng hành sanh là hành sanh, hành biến dịch là hành diệt. Quán thức quẩn cũng vậy, tướng thức của là sanh là thức sanh, tướng thức biến diệt là thức diệt. Đó là hai chi thứ tư thứ năm trong năm đạo Phật. Khác quẩn khác gì cái sắc chi xúc chi dịch sắc thôi. Là nhắc như vậy để cho quý vị để đến khi năm tướng sanh, năm tướng diệt, năm tướng sanh và diệt của mỗi quẩn cộng chung thì năm quẩn khóa hạ tới 100. Khi tướng cả mà hiểu theo cái duyên sanh duyên diệt, cũng như trong kinh Tứ Niệm Xứ mỗi đoạn kết kể cả hơi thở, thì sau khi giải cái hơi thở rồi, Đức Phật ngài giải tiếp như vậy: vẽ quán thân trên thân ngoại Phật, quán thân trên thân ngoại Phật, quán thân trên thân nội Phật và ngoại Phật. Có thân đây để quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt, quán pháp tập khởi và đoạn diệt. Cái câu mà tập khởi sẽ vô thế giác thì nó cũng giống như quá giác là diệt. Và giác là cái sanh thì nó cũng giống như sa mô đa giác là sanh, và nếu đồ tha là diệt. Hai cái chi pháp này nó cũng tương tự với nhau. Thay vì quá giá là diệt, đi đô thá thì là đoạn diệt. Rồi cái ba giá là sanh khởi lên, còn sa mô đa giá là cái tập khởi. Hai cái từ và ly cũng như tiếng Việt tuy có khác mà nghĩa đồng với nhau. Ở đây Đức Phật cũng nhấn mạnh cái điểm chỗ là quán được cái tánh sanh diệt, sanh và diệt, tập khởi và đoạn diệt, quán tập khởi và đoạn diệt, để thấy được các lý duyên sinh duyên hệ. Nhờ khi mà hành giả dùng cái trí tuệ thiện dục giới học trí mà quan sát, gọi là cái trí thượng lưu anh lưu anulom hay là anulom á, nhà nó là lưu ký này, nếu có phân tích sâu và cái đối tượng của ngũ quẩn thì khi đó thấy được cái tướng trạng sanh diệt, tức là thấy được hành tướng anicca vô thường, là thấy rõ trạng thái mà ngũ quẩn sanh diệt lúc nào, thì lúc đó gọi là đắc cái tùy lượng thần cảnh anumo là lô nhà canh thị gia, là canh thị gia là cái nhẫn. Bởi vì cái bản thân của cái trí thiện thứ này nó chịu khó cảm nhận phân tích sâu rộng. Nếu như không có chịu khó, không có cảm nhận học hỏi phân tích thì sẽ không biết, mà không biết thì không thể thấy, mà không thể thấy được cái trạng thái sanh diệt vô thường của ngũ quẩn như vậy thì không có đạt được tùy thiện thân nhẫn. Mà nếu không có đạt được tùy thiện thân nhẫn thì Đức Phật ngài nói rõ là sự việc này không thể xảy ra, là có ai không đạt cái tùy thiện thân nhẫn mà hy vọng rằng sẽ đạt được chánh tánh cố định xong nó tắt nấy già mát,
tâm đạo, sự việc này không có xảy ra. Nhưng nếu ai phân tách ngũ quẩn thấy rõ được rồi thì gọi là đạt được cái tùy thân nhẫn. Mà với người đạt được tùy thân nhẫn thì sự kiện này có thể xảy ra là cái sự thấy niết bàn là trái với cái ngũ quẩn, và vì thấy niết bàn pháp tịch diệt chấm dứt ngũ quẩn nên niết bàn không cảm thấy tịch diệt nên là thường. Thì cái sự kiện này có xảy ra, tức là sau khi đạt được tùy thân nhẫn thì mới đã chứng được cái chánh tánh của định, tức là tâm đạo. Mà sau cái tâm đạo thì là cái tâm quả, đó là định đương nhiên tự nhiên. Như vậy hễ tâm đạo thì đắc quả. Và chính khi đó hành giả với cái trí gọi là mắt sinh lên do ý nghĩa là thấy được cái tướng trạng sinh diệt, tức là hành tướng vô thường, thấy được cái trạng thái đó. Mắt đơn nghiệp do ý nghĩa là thấy. Trí sinh lên cho hành giả trong khi đó với ý nghĩa là biết được cái hành tướng vô thường là sinh diệt. Tuệ sinh khởi với hành giả trong khi đó với do ý nghĩa biết rõ cái hành tướng vô thường theo những nghĩa sai lý dân sinh lý dân diệt. Rồi tiếp theo là gọi là minh sinh khởi do ý nghĩa là thông đạt, tức là thấy rõ ngũ quẩn là pháp chân thế hữu vi vân vân, niết bàn là pháp chân thế hữu vi vân vân. Được quang sinh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ soi rọi từng chi tiết không rất rõ ràng, không có lờ mờ nữa. Do ánh sáng trí tuệ là thông suốt như vậy. Vì ý nghĩa này nên những cái pháp này được nói. Thì với cái kêu quang sinh khởi là ánh sáng trí tuệ sinh lên, và ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ thấy rõ từng chi tiết từng vấn đề là thế này. Đó là hành giả thấy được ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi nên có tướng, hay là hữu tướng tức là có tướng. Niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng, tức là không có tướng. Thì câu này đã giải thích ngày hôm qua. Hôm nay sẽ nói tiếp đến giải thích thêm những từ kế đến. Thì với cái trí mà với cái ánh sáng trí tuệ thấy rõ như vậy thì tiếp theo hành giả cho thấy hễ có tướng do hễ có tướng thì có sanh thú, mà không tướng thì không có sanh thú. Câu này chúng ta được hiểu thế nào? Cái chữ sanh thú là chữ từ Pali là chữ gá tí. Chữ gá tí sanh thú là cảnh giới thì đã sanh, nên gọi là gá tí niệm mít là cái thú tướng. Hễ có tướng là có sanh thú, là cái sanh thú đó là qua hình thức với cái ý môn bắt hình đó là có thể một người sắp từ trần trong lúc lâm chung trong những cái hơi thở cuối cùng thì có thể người đã nhắm mắt có thể mơ mơ màng màng, nhưng mà cảnh giới nó xuất hiện từ cửa ý môn là có thể đương sự cho thấy như là cảnh thiên cung. Nếu là người đó do phước duyên thì có thể sanh lên cõi trời, thì đó là sugati mít mít tức là thiện thú, là cảnh giới hạnh phúc tốt đẹp sanh cảnh trời. Thấy có những hình ảnh chư thiên có ánh sáng hào quang sáng chói thì đó là còn gọi là cái tinh tinh minh minh là cái thú tướng. Còn đối với chúng sanh nào làm những chuyện tội lỗi, những cái nghiệp xấu trong quá khứ hay cận hiện tại, có thể hiện những cái hình ảnh giống như là lửa nơi địa ngục, hay là những hình ảnh là bị tra tấn vân vân, thì đó gọi là tức là khổ thú, trái với thiện thú.
à, thì đây là cái khổ thú. Thì sẽ người đã chết như vậy thì sẽ sanh vào trong cõi dữ, nhất là địa ngục. Còn nếu như lúc đó thấy những cái hình ảnh, những loài thú à, ở lên cái tâm tham ái đối người thì con cụ chuyện kể nghe rất là kỳ, nhưng mà đây có ý nghĩa là có một vị thầy Tây Tạng, ông bệnh nặng, ông sắp từ trần trong lúc mà ông đang hấp hối đó. Thì ông sư bạn ông ở gần đó thì ông thấy ở trong rừng thì thấy giữa có hai con nai, con này được hai cái nó đang dẫn dơ nó quanh trong cái khu vực. Thì ông này trong cái góc phòng cũng như cái phòng ông nhìn ra mà lúc ông đang hấp hối, thì người cái vị sư bạn này ông sợ ông, nếu ông từ trần trong lúc đó thì ông sẽ sanh vào lại nay. Nên ông kể cái ông sư bạn đó thì nghe lúc đó có một cái cô gái từ ở xóm của lợi của cô múc cái nước ở giếng. Thì ông đồng bọn ông chạy ra ông nắm tay cô gái đó để cho ông bạn chú ý. Thì giải thích rằng chính ông tạo cái ấn tượng cho cái ông kia, ông nhìn thấy cái tâm thay gì tâm ông nghĩ gì là thấy giờ là nay ông sinh làm nay, mà ông thấy cô gái đó có thể ông chút hơi thở cuối cùng ông sẽ sinh lại làm người. Đó là cái lý giải mà những cái vị thầy Tây Tạng họ làm như vậy đấy. Thì nó có ý nghĩa chứ không phải không có ý nghĩa. Còn nếu như mà xa lúc lăng chung từ trần mà thấy như là dưới biển những loại san hô cá lộ, những nhân cảnh rất đẹp, giết tâm thỏa thích như vậy thì sẽ sanh vào làm các loại cá tôm thủy tộc dưới biển. Nếu những cảnh núi rừng ở xưa thích thì có thể làm sâu bọ chim chóc vân vân trên rừng, đó là sanh vào cái cũng là lúc này là tích tích là cái khổ thú. Đó là cái phải có tướng là có cái sanh thú là như vậy đó. Còn nếu như những người hành thiền thì đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không vân vân, mà tới giờ lâm chung vẫn giữ được cái trạng thái đó, vẫn giữ được cái tâm nơi thiền đó, thì nó có thể sanh vào những cảnh giới phạm thiên sắc giới tùy theo cái địa ngục vị đã chứng đắc. Đó là cái cũng gọi là cái niệm bích là cái thú tướng, và những ảnh cái đối tượng đó cũng được tái sanh. Bất cứ một đề mục nào và hình ảnh nào nó cũng thể là nó có tướng trạng ý vô mặt được, thì nó sẽ trở thành cái đối tượng cái cảnh giới được tái sanh. Và chính như vậy nên gọi là thể có tướng là có sanh thú. Ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi nên hữu tướng, tức là năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó là pháp chân đế là pháp thật, mà nó hữu vi do duyên trời tạo, mà do duyên trời tạo thì nó sẽ có tướng, mà hễ là có tướng thì sẽ là nó là sanh thú. Và niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng, là niết bàn là cảnh khó thật như là chân đế, mà là vô vi không do duyên trời tạo nên không có tướng, mà không có tướng thì không có phải ai có, không có cái gọi là sanh thú. Rồi câu kế tiếp, hệ có sanh thú thì sẽ có sanh y, đó là ngũ quẩn. Như niết ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi nên có tướng, hễ có tướng là có sanh thú, hễ có sanh thú thì sẽ có sanh y. Niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng, không có tướng thì không có sanh thú, mà không có sanh thú thì không có sanh y. Cái chữ sanh y này chữ Pali gọi là pháp thí, pháp thí có nghĩa là cái nó nương vào cái vật nào để làm cảnh thì nó sẽ tái sanh vào cảnh đó nên gọi là sanh thi. Thì như đã nói, cái sanh thú cảnh núi rừng hay bào thai người mẹ
những là thủy tộc vân vân, tất cả cái đó là cái thú tướng đó. Thì nương vào cái thú tướng đó mà tái sanh, tất cả hình thức nào từ đề mục thiền của các vị tu thiền sắc hay vô sắc cũng là cái thú, cái tướng trở thành cái sanh, thì nương vào đó mà sanh lên các cõi thiền hạ cõi trời nhớ. Rồi cho tới như là cái đống phân bò hay là con cang cá da suối cũng trở thành cái thủ tướng và cũng là cái sanh y nữa. Thì nếu cái lúc mà lâm chung mà người đó họ thèm một cái trái cây nào đó, thèm một món nào đó, hay dân cảnh giới nào thèm mà hiện ra, mà người này họ khởi lên cái sự ưa thích thì họ sẽ sanh vào chỗ đó. Nên cái tham ái nó không có từ chối bất cứ vật tốt, vật xấu, vật sạch, vật dơ, vật cả. Cũng giống như điện, nó không có chê, nó không có từ chối. Hễ chỗ nào có sắc thì sấm sét nó sẽ rút vào chỗ đó. Dầu cái đường dây thép đó rút xuống cầu vệ sinh, cầu tiêu, hay là dây thép nó cộng trên mặt đất, vân vân. Thì hễ có cái dây thép, dây sắt mà điện có thể rút vào thì nó không từ chối là chỗ sạch, chỗ dơ. Thì với tham ái nó không từ chối bất cứ sanh thú nào, mà khi nó bắt cảnh thì nó nương vào cảnh giới đó mà đi sanh. Vì vậy nên ở đây chúng ta hiểu cái sanh thú là cái cõi đi tái sanh, và sanh đi nương vào đó mà đi tái sanh. Mà giả khi quán thấy ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, nên có tướng, hễ có tướng thì có sanh thú, hễ có sanh thú thì có sanh thì được nương vào đó mà sanh. Còn ngược lại niết bàn là pháp chân đế vô, là pháp chân đế vô vi, nên vô tướng. Mà vô tướng tức là không có tướng thì sẽ không có sanh thú, không có sanh thú thì sẽ không có sanh thi, tức là không có cái cảnh giới thì đi tới sanh, thì sẽ không có cái tâm mà nó nương vào cảnh giới đó mà để đi tới sanh. Đó là hai câu kế tiếp mà tôi giải thích thêm, thời gian cũng nhiều nên là những ngày kế tiếp tôi giảng kế tiếp để so sánh giữa ngũ quẩn và niết bàn. Thì cuối cùng rồi quý vị sẽ thấy và hiểu từng ý nghĩa này. Và trong lúc mà cái những cái đề tài mà tôi tập cũng như hướng dẫn cho quý vị, đó là ở đây chúng ta có thể đi thẳng vào cửa niết bàn, đối diện với niết bàn. Nhưng mà căn cơ của mỗi vị, phước và la mật của mỗi người có đủ duyên lành, có đủ khả năng để đi thẳng vào là cảnh niết bàn hay không, chứ còn lấy niết bàn làm cảnh. Niết bàn là pháp tịch tịnh, tất cả hữu vi, chứ còn vắng mà tất cả ngũ quẩn, không có tướng trạng gì cả, hoàn toàn vắng lặng, đó là cái cảnh niết bàn. Thời xưa Đức Phật và các vị thánh cũng vậy, đi kinh hành hay là nằm ngồi, các vị quán cho thấy cái ngũ quẩn nó vô thường, thịt mới tìm cái gì nó có thật mà nó không phải trạng thái vô thường, không phải là khổ, không phải vô ngã như ngũ quẩn. Thì khi mà tìm thấy được cái cảnh niết bàn là đắc đạo, bởi vì tâm đạo là chỉ biết cảnh niết bàn mà thôi. Đó là cái như cái bí quyết, là cái nguyên tắc căn bản mà khi tìm được cái đường này, tìm lại con đường xưa, chính Đức Phật và các vị thánh cũng đi cũng tìm như vậy. Rồi khi nào biết thấy thì sẽ được giác ngộ và giải thoát. Vì vậy nên căn cứ vào cái những trong kinh tạng Pali, nhất là bộ vô ngại giải đạo, và hồi trưa này tôi nghe đại qua Phật mô tả gì về thanh tịnh đạo, ngài Bồ Tát Cô Xá cũng giảng rộng những cái chi tiết này tương tự như vậy. Thật rất là hoan hỷ, chúng ta may mắn tìm được con đường mà chư Phật các vị thánh đã đi. Bây giờ chỉ còn có cắn công nghe, chú tâm lắng nghe cho kỹ, học thuộc cho thật lòng, tìm hiểu nghĩa. Khi thực hành kinh nghiệm bản thân giống như những người sinh viên thực tập vân vân, thì rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện ra, và tuy đã nói nhiều nhưng mà dù cho 40 hành tướng vân vân,
Mời quý vị chỉ nhận một lần, một đối tượng, một hành tướng nào thì quý vị đạt được cảnh niết bàn thật sự rồi. Thì tất cả hành kia còn lại thì cũng được khấu xuống. Nhiều hành tướng như vậy đi, khía cạnh này không nhận, nhận qua khía cạnh khác. Đó là cái chắc là khéo giảng dạy Đức Phật. Đây là những lời giải thích cho chiều nay, những ngày kế tiếp từng tự tôi sẽ giải thích thêm. Đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha.